Ở cái tấm số 592 của kinh Địa Tạng có những cái địa ngục nhỏ khác, cái ngục A Tỳ. Cái ngục A Tỳ là cái ngục, cái địa ngục mà cái cực kỳ khổ. Cái ngục này nó có bảy cái lớp tường sắt, bảy cái lớp lưới sắt và bảy cái lớp rừng của dao, thành ra thoát ra không phải là dễ. Thành cái địa ngục nó khó mà chạy thoát ra địa ngục lắm, thoát ra bằng đi đường đất hoặc là đi bay cũng rất khó khăn. Mấy cái địa ngục, đại địa ngục này thường có những cái địa ngục nhỏ xung quanh đó. Thành ra nó có nghĩa là gì? Cái đại khái á, là một khi mình thoát được cái đại địa ngục rồi, cực khổ dễ sợ rồi, mình tưởng mình chưa vẫn còn tiếp tục ra cái địa ngục khác nhỏ hơn, vẫn còn dễ mình qua cái cõi khổ để chịu trả cái cõi khổ tiếp, chứ không phải là một địa ngục là xong đâu. Ta những cái địa ngục á, nó có từng cái lớp, từng lớp địa ngục, nó càng ngày cái khổ nó càng bớt hơn một tí. Tại sao như vậy? Tại cái lý do mà cái địa ngục á, nó có như vậy, tại vì mỗi lần mình tạo nghiệp á, mình tạo một cái ác nghiệp á, thì mình tạo những cái loại ác nghiệp khác nó nhẹ nhẹ hơn từ từ. Không bao giờ mình tạo một cái ác nghiệp hết á. Mình tạo một cái loại cái ác nghiệp, để thành ra cái địa ngục nó có từng cái loại như vậy, từng cái loại khác nhau, từng cái khổ nó khác nhau như vậy, để mình trả cái nghiệp của mình. 593, kinh mới giảng cho biết một vài cái địa ngục cho mình thấy. Cái bốn góc, địa ngục có bốn góc. Cái địa ngục này nó hình vuông, nó có bốn cái giống như cái sừng vậy, mà nó dùng những cái sừng này để mà chích chúng sanh. Những cái loài người mà rớt xuống đây á, những người này á là giả làm người xuất gia. Là người xuất gia thì giả là sao? Tại vì họ vẫn còn làm đi theo những cái dâm dục. Bởi vì khi mà họ chết, họ rớt xuống địa ngục này, hoặc là khi mà họ trong cái cõi người đó, hoặc là khi trong cái cõi người á, người ta tự làm đấy, hoặc là khuyến khích cho những người khác là cắt tai mũi chân tay người khác, hoặc là lóc thịt người ta. Loại địa ngục là loại địa ngục nóng, nó được mà bao vây bằng một cái tường bằng sắt, nó dài 500 do tuần. Trong vào cái địa ngục này là bị cái mưa với lửa, mưa sắt nó rớt xuống, cái tra tấn như vậy. Kém okay. Chỗ này là chỗ này cực khổ lắm, đau khổ dễ sợ, tại vì cái hành hạ này là tại vì nó tạo cho, để cho tạo những loại người mà xuất gia tầm bậy đó. Có những xuất gia mà người xuất gia mà không giữ cái giới dâm dục đàng hoàng, thành họ tạo cái nghiệp làm cái chủng tử để rớt xuống cái địa ngục này. Cái phạm cái giới dâm dục này đối với người xuất gia nó xảy ra nhiều. Một cái vui phút chốc lát như vậy thôi, sướng hưởng lạc những tí xíu thôi trong cuộc đời này, mà tạo cái chủng tử để mình rớt xuống địa ngục này, để mà bị đày đọa tra tấn cho đời đời kiếp kiếp. Như bên Phật giáo Nhật Bổn, ta cho phép là tân tăng, ta cho phép người xuất gia có gia đình. Họ giàu có không thể tưởng được. Cái chế độ họ là giống không khác gì như cái loại vương tộc bên tôn giáo vậy đó, là họ đẻ ra con xong rồi có gia đình, đẻ ra con xong những con họ của cải, họ giàu dễ sợ, con cái họ cho tới những trường học đặc biệt cho những người xuất gia thôi, con cái để sau này họ làm, họ nối ngôi cha họ, họ giàu không thể tưởng được. Như bên Hawaii có những người mà họ làm trong cái hệ thống Nhật Bổn này, mỗi tháng họ được trả 4.000 đồng tiền đô la tiền lương thôi. 4.000 đồng là tôi mới tiền lương thôi, chứ còn họ cũng có chỗ ở, có xe cộ, ăn uống nó đầy đủ. Coi đó là người xuất gia Phật giáo, hoặc là người bên Tây Tạng, họ có một cái môn phái, họ có lập gia đình,
ông Đại Lai Lạt Ma ông nói về cái chuyện này. Đại Lai Lạt Ma nói rằng là ông chứng, ông công nhận là có một cái phái bên Tây Tạng, họ 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 luyện công, họ qua cái chuyện tình dục là một cái phương tiện để luyện luyện công, và họ vào họ nhập được định. So ông chứng minh được cái đó. Tôi không biết là cái phương pháp của tôi là sao, rõ ràng là sao, thì tôi nói có thể nói cái gì rằng những cái người mà họ theo những cái đường lối tu hành như vậy, vào cái vì cái dục vọng, nuôi cái dục vọng như vậy, tôi cam đoan cái gì rằng cái trình độ họ không có cao đâu. Trình độ họ cao nhất là gì? Cái định lực họ cao nhất á là phi tưởng, phi tưởng định, chứ còn không thể cao hơn được. Nếu mà tu Phật pháp, tu đại thừa như vậy, tu pháp đại thừa mà mới đạt được phi tưởng, phi tưởng, nó cần gì theo đại thừa làm gì? Theo tu tầng 7 cũng được. Ok. 594 có một cái loại địa ngục tên là phi đao, đao luôn địa ngục. Có những cái da buồn như nó hiện ra trong trong khung, nó bay tới, nó đâm mình trên lúc mình chết luôn. Rồi khi mình chết thì được sống lại rồi mình giao tới tiếp tục đâm như vậy. Nếu quý vị là những người Atula đó, cái nhóm Atula nó sống, họ đang sống trong cái dãy núi Kim Cang đó, họ qua những cái cảnh giới giống như vậy, dao nó bỗng nhiên nó hiện trong không trung, nó bay tới, nó đâm họ và có thể giết họ luôn. Thành ra họ, những người Atula họ sống hiện bây giờ họ đang sống, thì mỗi ngày là thành những người Atula đó, mỗi ngày dao nó có thể hiện ra không trung mà nó bay tới, nó đâm những người Atula, họ có thể bị chết nếu mà không cẩn thận. Thành người Atula đó là luôn luôn đề cao cảnh giác, tại vì cái dao nó thường bay tới, nó đâm họ lúc nào không biết được. Nới vào cái địa ngục này thì cái phi đao này nó đâm mình ngày đêm thoát không nổi. Thân bị đâm, đầu thì bị cắt, hoặc là có trường hợp là họ có những cái đao, những cái xe mà nó đầy hết là dao ấy đó. Nó hạ xuống từ không trung, nó hạ xuống đầy, nó khắp đầy hết tất cả không trung, nó hạ xuống không cách nào mình chạy đâu được hết đó. Nó cắt mình. Nó sang tới địa ngục này. Sao mà đọa trồng cái nhân là tới địa ngục này? Là khi mình trong cái cõi người đó, là mình thích đấu tranh. Và cho đưa dao hoặc là cây gậy cho người khác dùng trong việc đấu tranh người ta. Họ giết và hại rất nhiều người. Ông hỏi là những người mà người sao ai mà chịu đựng nổi cái này mà không có điên được. Thì tôi nói, tôi giảng nghĩa rằng cái cõi mình á, khi mình khổ thì mình còn có lúc mình sướng. Và như lúc mình ăn uống mình có tí sung sướng ở trong. Okay. Chứ còn thành cái khổ mình nó lâu nó được sướng. Còn những trong cái địa ngục này nó chỉ khổ thôi, không có biết sướng là cái gì hết. Mà càng ngày nó càng khổ, càng ngày nó càng đau đớn, lúc nào cũng đau đớn hết. Mới gọi là địa ngục. Cái lý do cái địa ngục á, cảnh giới địa ngục á, mình xuống địa ngục để làm gì? Mình xuống địa ngục để chịu khổ, để chịu đau đớn, để bị tra tấn. Okay. Cái lý do mình xuống đó là mình để mình chịu cái đau đớn, để chịu khổ thôi, chứ còn không có lý do nào khác hết. Cái khổ, cái địa ngục nó dễ sợ lắm, tại như vậy nè. Cái khổ địa ngục nó dễ sợ lắm, anh đại càng ngày nó càng khổ, càng ngày càng đau đớn, càng ngày càng tăng thêm. Cái nếu mình đau khổ, mình đau đớn á, mình đau á, mà cái đau nó không tăng thêm thì càng ngày cái người mình á, mình sẽ bớt đau. Đằng ngày trong cái địa ngục đấy, càng ngày nó càng đau đớn, đến lúc cực cùng của đau đớn là mình phải chết. Rồi khi mà đau đến độ mình chịu nổi, mình chết, nổi điên mình chết á. Chết đó, thì ngay tức tốc một cái là mình được hồi, mình được cứu sống ngay lập tức, xong mình bắt đầu cái khổ lại như vậy. Thành khi mình chết đó, lúc mình chết và lúc sống đó, lúc sinh lại đó, mình có được ngưng lại tí xíu ở đó, xong mình tiếp tục khổ. Nói mình cả mấy cái địa ngục này nó hơi khó tin một tí, nhưng thì ra mấy cái địa ngục cho mình biết rằng là cái mình có cái quả của cái của làm bậy, có cái quả phải trả cái khổ đó.
cái khổ này nó lâu không thể tưởng được. Hằng hà sa số kiếp. Hỏi là mấy người lính đó, sau khi mà ta chết đó, có thể sinh làm người Atula không nha? Người lính có thể làm Atula. Cái người Atula khi mà họ vào cái quả Atula đó là bị phi đao nó bay tới, nó bắn, nó phóng tới, nó cắt mình, nó đâm mình. Thành họ phải có cái công phu để mà né mấy cái phi đao nó mới không bị hại. Địa ngục này hả? À, trong địa ngục này họ thích, xin lỗi hồi nãy không có giảng. À, trong cái lúc làm người á thì thích đấu tranh, thích đánh lộn, rồi họ cho dao hoặc là cho mấy cây để dùng ta đánh nhau. Okay. Và họ giết và hại rất nhiều người. Cái nghiệp nó tạo như vậy. Yes. Thay như khi trường hợp mà người lĩnh học ra trận vì giống như bổn phận hay là vì protect or vì self defense thì cái trường hợp đó có bị xử lý không? Quý vị nghĩ sao? Mặc dù mình có chính nghĩa mình phải làm gì, nó có lý do mình làm cái chuyện đó, có nghĩa mình được miễn không? Họ phải giết mấy người ác để mà người ác có thể giết mình. Thì cái lý do có tốt hay là không là tùy mỗi người. Hồi ông Tiên Hoán nó hồi mà trước khi mà ông xuất gia, ông tính là đi lính, đi tổng quân để mà đầu quân để mà đánh tụi Nhật để mà bảo vệ nước Tàu. Ông nói là có quen người thích đấu, thích đánh lộn, thích nó. Mặc dù mình có chánh nghĩa là không có chánh nghĩa nó không quan trọng. Khi mình hại người ta, mình phải trả cái giá, mình phải chịu lại cái khổ này, phải rớt xuống địa ngục này để trả cái khổ này. Tạo nghiệp thì mình tạo cái chủng tử để trong tương lai mình sẽ rớt xuống địa ngục để mình trả những cái nghiệp đó. Cái địa ngục tên lửa. Cái thân mình đó, nó vô hằng hà sa số tên lửa nó bắn qua thân mình. Những người mà tù nhân đó, là bị nằm trên giường đó, xong rồi phần ở trên đó, ở dưới đó, là có vô hằng hà sa số vô tận những cái tên lửa nó bắn thân mình. Một ngày một đêm là chết vô tận lần. Tại sao được cái quả này là tại vì họ ngu si, họ tham lam mà có nhiều dục. Không hiếu với cha mẹ, không kính trọng những cái trưởng lão và những thầy, không thuần theo cái thiện, thuần theo cái tốt, họ giết và hại rất nhiều chúng sanh. Và họ bịp rất nhiều người. Có biết ai như vậy không? Tôi nói cái gì biết. Tôi có thể nói cái gì. Những cái người, những cái chương trình mà đào tạo bên về thạc sĩ về kinh doanh đó. Thạc sĩ kinh doanh, MBA đó. Nhất mấy cái trường nổi tiếng nhất á, phần lớn họ ra trường họ là như vậy hết. Tưởng biết hết. Thứ nhất là ngốt dốt, thứ nhì là tham. Okay. Cái thế thông thường cuộc đời người ta, ta nói là nếu như mình không thể có sự thành công trong cuộc đời này, trong cái xã hội này, nếu mình không tham lam. Cái kinh tế tư bản này là dựa vào cái sự tham lam của mọi người. Đúng không? Dâm dục không phải là cái dục tính này nó không phải riêng là chỉ vì tham với mấy mua mấy chiếc xe Sibo của Đức hoặc là của Nhật của người Ý, mà tôi nói là vẫn tham mấy người Ý với người Đức nữa. Ok. Mấy người Âu Châu này ai có biết gì về báo hiếu? Không ai tin về báo hiếu hết. Ok.
Đối với người Âu Châu mình á, là cha mẹ nợ mình nghe, chứ mình nợ cha mẹ mình nghe. Những cái người giáo sư đại học tôi biết á, họ nổi tiếng, họ giỏi với sở, mà con cái họ ghét họ không thể tưởng được. Okay. Cái báo hiếu là cái quan điểm của người Á Châu, người Âu Châu đâu có đâu. Không biết kính trọng những cái người trưởng lão với những thầy. Okay. Những cái tôi không biết những người khác, tạm biệt dài như những cái tuổi mà tại trước tôi gặp những cái người mà học trong những cái chương trình mà MBA mà những cái trường mà giỏi nhất á, trong nước này, okay, là tụi nó ngào dễ sợ. Tôi biết tôi nói vậy là không ai, những người đó không bao giờ tới cúng như tôi, không bao giờ nghĩ họ cúng tôi anyway, tôi không care. Mình nói xấu cho đã. Những cái người mà học ra những cái chức trường học, đại học nổi tiếng mà giỏi đó, họ ngào không thể tưởng được, họ khinh người không thể tưởng được. Ok? Cái này cái tệ nhất. Những cái mình dạy người ta về cái thiền, cái tốt á, không nghe lời. Nhất định không nghe lời. Họ nghĩ là bất cứ gì mà họ làm, có lời họ làm thôi, họ không cần biết tốt là xấu. Ok? Họ nghĩ là sao? Họ đâu có lo cho họ, trong tương lai họ sẽ bỏ họ đi rồi mà, họ làm xong rồi mà. Ok, họ lấy ra tiền, họ về họ đi chỗ khác rồi. Những người sau lãnh đủ thì họ đâu cần, họ có đâu cần biết. Những cái người này dễ sợ, không thể nào mà chỉ là quá thiển cận, mình làm bậy mình phải trả cái giá, không cách nào mình chạy đâu được hết đó. Không ai thoát được cái này nha. Tôi nói thiệt cái việc cái trong cái xã hội mình bây giờ, cái văn hóa mình bây giờ, mình những người mà lãnh đạo của mình trong trong cái trong kinh tế với chính trị, họ vào trong cái loại người này hết, là vào cái mẫu này hết. Mình cứ thắc mắc tại sao mình cái thế giới càng ngày nó càng tệ. Họ hại và giết rất nhiều chúng sanh, họ bịp người khác. Cái thực tế của cái xã hội mình là như vậy đó. Họ tạo những cái nghiệp như vậy. Và mình, con cái họ bắt chước họ. Họ thấy cái đó là cái thành công. Họ bắt chước, họ dẫn đường con cái. Cái thế hệ sau bắt chước làm như vậy. Lúc mà tôi lớn lên, tôi theo cái mẫu này, tôi sống cuộc đời tôi trước như vậy. Ok. Cái đời trước tôi là tôi muốn theo cái con đường này. Đối này, đối chúng tôi, cái này gọi là thành công. Cái này gọi là hạnh phúc. Phần lớn chúng tôi là đều thất bại. Yes. Hai, bởi vì cái đó nó rõ ràng, cái đó phải phân biệt hai cái với nhau, phải cho rõ ràng là một cái phước với nghiệp báo nó khác, quả báo nó khác nhau. Ok, cái phước đó họ có được tại kiếp trước họ tu, họ làm và tạo được cái phước đó, thành ngày nay họ hưởng được cái quả để mà là có tiền để đi học những cái trường đại học đó, có tiền để đào tạo cái đầu óc họ được như vậy. Những điều họ có phước này xong họ dùng cái phước này họ làm bậy, họ tạo cái quả báo sau này trong tương lai. Bởi vậy trong cái tu hành đó, khi mình tu mình tạo phước, điều tại mình tạo phước mình không biết xài phước, thành trong tương lai mình sẽ đọa. Tôi nghĩ do quý vị thấy người Việt Nam đó, là có cái khiếu tu, thích thiền, thích tu. Ok, người mà gốc Tàu đó, thì người ta cái khiếu người ta là khiếu làm phước. Người Tàu đó, họ thành công lắm mà, tại vì họ giàu lắm, tại vì họ cúng cho chùa nhiều. Ví dụ, ok, tại sao người Đài Loan nổi trong 30 năm thôi họ thành một cái nền kinh tế họ mạnh như vậy, tại sao vậy? Biết là sao? Tu phước cách nào? Hơn nữa, quý vị không biết cái này, lý do họ giàu thành công tại vì họ có cái thói, cái truyền thống người Trung Hoa, nhất bên Đài Loan đó, là họ cúng, họ xây chùa, họ cúng cho chùa.
họ xây chùa, họ cúng với chùa thì họ tạo được cái phương tiện cho người ta tu. Người tu thì chuyện gì xảy ra? Người tu ra người ta thành quả. Ví dụ nói cái gì nghe, những cái áo tôi mặc ngày hôm nay, đồ tôi mặc ngày hôm nay được từ Đài Loan tới. Mười mấy năm rồi từ Đài Loan tới. Cái này được của Đài Loan, không có gì Việt Nam hết đó. Bên Đài Loan cái phương tiện nó tu nó dễ dàng quá, thuận tiện quá. Thành đa phong thủy nó tốt nữa. Thành đa người ta tu ta thành, ta đắc quả, ta thành đạo. Họ tiếp tục tới, họ cúng cho những cái người đắc quả. Thành phước họ lớn không thể tưởng được. Vì vậy họ mới giàu. Họ cúng những cái người đắc quả, giàu không thể tưởng được. Người văn hóa người Tàu á, người ta có cái phong tục, ta nói rằng kiếm thiết trai cho 1000 vị người tăng ni, thì trong 1000 người đó sẽ có, chắc chắn sẽ có một người A La Hán, chắc chắn sẽ có một người A La Hán. Thành người bên Đài Loan á, ta có cái phong tục á, người ta thiết những cái đại trai tăng, rồi mời những người tăng ni tới, cả 1000 người tới để cúng dường cho họ. Họ biết rằng á, nếu họ cúng cho 1000 người tăng ni như vậy, họ sẽ cúng ít nhất một người tăng, người A La Hán trọng á, tứ quả A La Hán trọng á. Việt Nam có không? Việt Nam có pháp đâu không? Yeah, cái chùa lớn, cái chùa tượng Phật bự nó đẹp lắm. Ok. Nhưng điều cái này là cái văn hóa người Tàu, tao nói là cứ lo mà thiết một cái trai tăng 1000 người đi, trong đó sẽ có A La Hán. Việt Nam đâu có đâu, Việt Nam chỉ thiết 1000 người làm lớn cho đẹp vậy thôi, bước trước vậy thôi, chứ còn đâu có hiểu là trong 1000 người đó sẽ có một người A La Hán ở trong. Thế bởi vì người Tàu ta giàu như vậy đó, tại vì ta có phước lớn quá đấy. Anh ông nói, ông này ông nói là bên ông Tiên Hóa nói là cái Đài Loan nó giàu tại vì nhờ ngài Quan Âm giúp đỡ. Tôi nói có Quan Âm giúp đỡ, đúng nói như đến phần quan trọng á, cái ý tôi muốn nói là cái văn hóa người Tàu người ta biết có cái pháp ta trồng phước. Người có phước cách nào, ta xây chùa, ta xây tạo cái phương tiện người ta tu, xong rồi ta kiếm những người thánh nhân ta tới ta cúng dường. Bởi vì cái phước người ta lớn không thể tưởng được. Chả hạn như cái ông Tinh Vân đó, ông Tế Lai Tự đó, cái khắp thế gian này ông có 200 cái đạo tràng lớn không thể tưởng được. Đạo tràng ông cái nào cũng mất tiền hết đó, trừ ông đạo tràng duy nhất. Ngay Tế Lai Tự cũng là mỗi tháng đều hụt tiền hết. Có 2 cái đạo tràng ở Đài Loan là làm ra tiền, có mấy đạo tràng nó đều hao tiền hết, hụt tiền hết. Ok, thì sao ông giàu như vậy? Ông Tiên Hóa ông giảng, ông Tinh Vân đời trước á, là ông cúng cho một người Bích Chi Phật. Người Bích Chi Phật mới hỏi con muốn cái gì, thì ông Tinh Vân mới nói rằng á, trong tương lai con muốn rất nhiều chùa để không giúp người khác tu. Ông á không phải ông muốn thành quả đắc quả gì hết đó, ông chỉ muốn chùa thôi. Thành bây giờ có chùa thôi, không có quả gì hết đó. Thành mặc dầu công phu thấp không thể tưởng được, nhưng đều đừng nói chuyện với tôi về ông Tinh Vân giảng kinh giảng rất là thấp quá, đừng nói chuyện tôi buồn quá. Đại sư đó, đại sư mà trình độ thấp quá đấy, đừng nói chuyện giảng kinh với tôi nữa. Okay. Công phu thấp quá đi, thành cách nào mà giảng kinh được hết, đều giàu không thể tưởng được. Có đó là tại vì cúng dường cho người thánh nhân mà quả nó lớn như vậy đó. Mình ngồi hưởng không à, ngồi hưởng sướng không à, làm bậy không à. Ok. Cúng cái gì cũng được, lớn không thể tưởng được, phước lớn không thể tưởng. Cái khổ là mình người ta mình thấy người ta không được. Mấy người mà người ta có người ta chứng quả rồi, người ta đâu có nổi tiếng, đâu có muốn người ta biết đâu. Cái khó khăn là không biết họ đâu rồi. Nếu mà dễ như vậy thì ai cũng giàu hết rồi. Thành bí vậy, người ta không mới khôn, mới cúng 1000 người. Bây giờ tôi kiếm được, bây giờ tôi dù 1000 người tới thôi, là tôi chắc chắn cúng được một người. Thế người Tàu ta khéo phải không? Thành bên Đài Loan, ngay bây giờ này, thành bên Đài Loan vẫn làm cái, bây giờ vẫn làm chưa? Họ mướn một cái
một cái hội trường lớn thiệt lớn, sau họ mời biết bao nhiêu tăng tăng tới, họ chở xe bus tới từ khắp Đài Loan ấy, chở tới xe bus tới để ăn buổi trưa thôi, tức cười lắm. Hồi trước tôi nhưng mà tôi đi làm nghèo mà. họ chở xe bus tới khắp Đài Loan, chở hết tới một cái hội trường lớn thiệt lớn, xong rồi họ có 1.000 người tăng đi rồi, xong rồi họ cúng đồ ăn, họ cho đồ ăn cúng ngon lắm nghe, họ mướn đầu bếp là hoàng, họ biết là họ cúng họ đem họ cúng, họ mướn cả trăm người để đi làm làm để đem đồ ăn ra, xong họ cúng tiền cho mỗi người, thường thường $100, là họ cúng một người cúng $100, 100.000 đồng tiền cúng 100.000 đồng, dễ sợ, người ta hồ chơi như vậy, thành ra người ta hồ nó giỏi cho đó, dám bỏ 100.000 để cúng A La Hán. Trời ơi, lấy lại những cái lại tôi đang đưa. Tôi nói để cho gì làm, sao làm không biết mà làm nhá, không biết mà làm. Họ hay lắm, họ cúng bất cứ người đàn tăng nào muốn đi đó họ được mời đấy, họ không dám từ chỗ ai hết, cúng không được phân biệt hết chứ. Ok, cái pháp phải như vậy, tiền đâu ra. Thành giảng cái này để thứ gì bất trước ở đây ha, lần đầu bây giờ mới có mạng 10 người biết, từ từ mình cứ mỗi người giờ ngã giảng như nghĩa 10 người tiếp, thì từ từ nhanh ra từ nhiều người hiểu mình xin tiền đâu bây giờ. Cái văn hóa đấy, người Đài Loan cái văn hóa nó hay vậy sợ, ai mà có dám bỏ hàng trăm ngàn mà cúng cho người tăng đi bây giờ, tiền đâu mà bỏ ra đi. Rồi còn phải thuê hội trường phải chứ, 50.000, 75.000 tiền đâu ra nhỉ? Thương gia lớn à, thương gia lớn mà. Biết làm thương gia sao biết giỏi vậy? Bây giờ người ta mới giàu được. Để người tàu người mấy người mà thương gia tàu thì giàu, người ta biết, thì biết trồng phước, ta biết trồng phước. Cái kinh doanh đó là một cái phần thường vụ, ta cái phần ta là không biết dùng tiền, ta trồng phước. Người kinh doanh nào người tàu phần lớn đều biết trồng cúng dường. Đúng không? Bên Đài Loan nhiều phải không? Lấy lại được chứ, 10.000 cái thằng 10 đâu. Kinh thằng nó mới giàu. 10.000. Ok. Nói thế là tại sao mình nói cái đó? Tại sao mình nói cái chuyện tầm bậy như vậy? Tại vì như vậy nè, cái tùy mà Tây Phương á, cái này á, cái ngày hôm nay mình giảng cái này giảng cái vị này á, cái pháp này là pháp của tụi Tây Phương á. Tụi tôi đi học trường á, cái tùy của thương mại ở đây á, kinh doanh ở đây nó thành công cảnh phải làm như vậy, cái pháp nó như vậy, đây là cái pháp của nó này, cái gì biết không? Còn pháp người tàu người ta giàu á, ok, là bây giờ pháp người ta biết cúng dường trùi trì, bởi vậy bây giờ người tàu ta giàu hơn người Mỹ. Tại Mỹ không biết, chưa biết nó cũng cúng hùng bạo đấy chứ, tại chưa biết. Mỹ không biết cái pháp này, Mỹ không có cái pháp này. Pháp người Mỹ là gì? Cái người Mỹ người ta làm việc từ thiện lợi lớn, cái phước lớn lắm này, cái phước từ thiện làm rất là lớn. Nó hay nó giỏi gì mà nó tạo ra, nó làm từ thiện dữ lắm ha. À. Michael Jackson nó từ thiện dữ lắm ha. Coi vậy chứ nó được lắm. Nó bố trí từ thiện dữ lắm. Cái mà tôi nói cái gì đây, ngày hôm nay tôi nói cho người biết cái này là tại vì tôi vừa có hồi nói cho người biết cái pháp mà người Tây Phương á, là làm tiền bằng cách là làm sao, là ngu này, tham này, dâm dục này, không báo hiếu cha mẹ này, không kính trọng người lớn này, không kính trọng thầy này, không làm thiện này, giết hại chúng sanh này, biệt người ta này. Cái đó là pháp người Tây Phương. Họ nghĩ người mới thành công, họ không hiểu rằng là những theo pháp này không có giàu đâu, muốn giàu là phải bố thí như người tàu mới được. Cái giáo dục của người Tây Phương rằng muốn thành công muốn giàu theo như người tàu phải cúng dường, phải bố thí, phải cúng dường. Ok,
đây cũng có nhiều thương gia tàu đây cũng nhiều người cúng không cúng. Nhưng Đài Loan là hay, tôi để ý mấy cái đại hội chuyện gì gì xảy ra, mấy cái họ tới người tàu ta nít như vậy, thành nước tới mấy cái pháp hội như vậy, họ mua mấy cái bàn mấy cái thẻ gì giấy muốn đầy từ dán đầy từ. Bởi vậy cái văn hóa người tàu phần lớn người tàu nó có nhiều phước, bởi vì cái văn hóa người tàu nó truyền cái phước đó cho con cái sau thầy. Văn hóa người tàu này, văn hóa người Việt Nam cũng có, thành ra người Việt Nam đó, thứ nhất là không giàu mà người tàu, tại vì có cái pháp này. Thứ gì nữa, khi họ tu cái sự tu hành của họ không được đi tới xa, tại vì không đủ phước, phước mà hết tu không tiến bộ. Thầy có thấy cái nhất là người qua mấy người hồi xưa đó, mấy người nó chịu khổ lắm, chịu cài lắm, chứ mà kiếm một đàn ăn hai cắt, còn tám cắt để lên. Thành ra thường á là ta nói tiểu tiểu phú là do chích dụng, đại phú là do số mạng. Mấy người ta chích dụng thành ra có cái cơ hội nó phát triển, nó có vốn nó lấy ra được một cái nữa là chịu cực chịu khổ lắm. Còn nói được nó không có biết lòng người Việt cái kiểu mà cái tư tưởng nó không có bằng người qua. Thua sao? Kiếm được như bữa nay ăn khoe có tiền cái con mua nhà mua xe để khoe nó là đẹp, tôi giàu tôi sang tôi nổi tiếng. Thế bây giờ ai cũng mất nhà mất cửa mất xe. Mình đang thích loài, thích loài. Còn người qua thì không có. Còn họ thì giấu. Giấu trong giấu dưới mà chịu cực chịu khổ, ăn uống cực khổ lắm. Cái ta hại nhất á, Việt Nam, cái pháp tu Việt Nam là không biết tu phước. Phước tu ở trồng rồi, để con trồng cái phước, để con hưởng cái phước, có phước để tu. Tại vì Việt Nam tu khó khăn. Tại sao tôi nói như vậy? Ngày nay có sư cô mới đây, nói sư cô biết. Đừng chào. Sư cô đừng kiểu mình nói trước á, mình nói vậy thôi, còn tu không biết thì cứ nói vậy thôi, tu thằng nhóc nói thôi. Ông mình hoang nó bậy nó bạ thôi, đừng để tâm. Giống như gặp người buôn bán vậy, như tôi đang bán cá vậy, cứ nghe vậy thôi chứ đừng có tin, chỉ nghe cho vui thôi. Yes. Thầy bây giờ Việt Nam người ta cũng tu dữ lắm, cắt dừa cắt miếu đồ cũng lớn lắm bây giờ. Những điều. Bây giờ bắt đầu người Việt Nam lớn dữ lắm rồi, đừng có nói. Những điều. Những điều khổ là chưa có họ chưa có pháp. Bây giờ nó chưa có pháp được cả, đúng rồi. Bây giờ nó tu tốt dữ lắm. Người Tàu nó qua cái trường hợp đó rồi, người ta tới đây xây chùa để chưa có đủ người có pháp, người ta tới tu. Bây giờ cái chùa, cái chỗ phương tiện rồi, người ta mới đem pháp cái chỗ đó ta tu, nó mới thành quả được. Nếu người Việt Nam mà nhất xây chùa như vậy, ok, nhiều nhất thỉnh thầy, thỉnh cô đem pháp về tu mới thành công được. Còn nếu giữ pháp họ trước giờ tu không thành công được. Thế thì bây giờ Việt Nam thì chùa được cái dữ lắm nha. Chùa lớn như vậy. Có cao như Thanh Từ, hòa thượng Thanh Từ, mấy con cháu cha ủng hộ chúng ta được cái pháp tốt đẹp, ok. Thành mặc dù xây chùa lớn xây nhà chùa đẹp nhưng mà cái pháp cũng phải là pháp tu đạo quả, pháp tầng bảy. Ngày hôm nay nói tầng bảy thầy cô này nghe không? Ông người thằng nhỏ mà nói nó dữ vậy, cái miệng mà dữ vậy, cái miệng tôi nói đừng tin nhỉ, nói vậy thôi. Tại vì tôi cắt én, tôi nhỏ mà, thì cô hiểu. Mình nói bậy, ai tin mình hết, không sao, cũng có bậy chúng ta. Mình xin lỗi sau. Tại sao tôi dám đường dạng như vậy? Tại cái này cái lỗi lầm người Việt Nam từ từ lãi cao, cứ nghĩ mình phải cái gì mình biết. Tôi nhám dò, tôi cho họ vậy. Thì cái gì, cái ông thầy nổi tiếng này, thiền sư gì đó, thiền sư tầng bảy đó, tôi biết cái gì thiền, nó thiền cái gì đó. Mấy chục năm mà cứ biết đệ tử ông bị kẹt, mấy chục năm mà không ai gỡ. Nếu không biết, ông đã gỡ cho đệ tử ông thôi. Nhớ ở cái gì đó, vô, nếu biết gỡ. Đệ tử ông thiền sư nó kẹt cứng hết, gặp cảnh giới ma thì đúng rồi, mà gỡ không được. Thế có gì đâu, không biết gỡ. Có nghĩa gì, không hiểu, không hiểu thiền, sao mà gỡ được. Okay.
lý do cái đường chạm thành hai cái đường chạm tại vì tôi xin lỗi Mexico, nhiều người có nhiều người có theo những thiền sư nổi tiếng từ lâu rồi ha, với văn hóa dân tộc người Việt Nam nhưng đều đường chạm thành hai, tại vì nói cho đường chạm cho họ biết là cái tai hại lớn của người tăng ni Việt Nam mình là ngạo quá, tưởng mình biết hết, biết thế rồi làm sao để tưởng mình kẹt cảnh giới ma kẹt nữa, tôi nói được kẹt cứng nhất đối với nhau. Có nếu như mình học trò mình có bị kẹt mình sẽ biết nó ngỡ cái nói cái tu sao nó tu tiếp được. Nói sao xin bậc thầy, con nói đi sư là không có thể trả lời đáp phải được, từ đi sư ở đây mấy chục năm rồi, nó có Việt Nam để người Việt Nam ta trả lời. Ừ, ok, cô trả lời đi. Đúng. Trả lời đi. Cái đó là để cho sư cô. Sư cô trả lời. Đúng, sư cô nói đúng. Đúng rồi. Ừ. Chứ đi sư nói là không đúng. Sư góc độ. Sư cô nghĩ sao? Sư bà nghĩ sao? Tội lắm. Mới ngày đầu tiên nói chuyện thấy ngoài trên đầu dưới đất không? Bà Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy, cho con xin được chia sẻ. Yeah. À, cái của con thôi. Yeah. Thì con hơi dài dòng, con mất thời gian không cả, sao? Thì con ngày xưa con có vào Hòa Thượng Minh Tư, thì con cũng tập môn tri vọng của Hòa Thượng Minh Tư, thì con cũng không phù hợp với con, thì con lại từ bỏ con đi. Là cách đây gần 20 năm rồi con có vào đó. Rồi con đi lâu rồi con không theo tập môn tri vọng của Hòa Thượng Minh Tư. Mà khi con đắc pháp là Hòa Thượng đệ tử Hòa Thượng Thanh Tư, cũng từ bỏ Hòa Thượng Thanh Tư. Ngài tầm tu ở dưới đất giả 17 ngày ngài tầm tu, thì ngài theo pháp môn của tức là con tu của ngài đắc quả, tức là qua cái 16 đến 10 thiền quả. Hiện tại thì con cũng áp dụng cái pháp môn đó, tức là thiền theo hơi thở, tức là 16 đến 10 thiền quả trong kinh Trung Bộ này, tức là thở vào mình cứ nắm lấy hơi thở là làm cái chánh niệm của mình trên hơi thở thôi. Rồi trong đó có cái đề mục thiền quán là an tịnh thân hành, tôi để tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi để tôi thở ra, an tịnh tức là làm cho cái thân mình an hoặc làm cho tâm mình an được thay. Cái kinh là nổi tiếng nhất, cái kinh là nổi tiếng nhất về thị cư đó. Dạ, có thiền thị cư. Dạ, sau đó thì có cái tác pháp gọi là tác cái 51 cái món tâm sở như thế, thì trong đó có cái món là tác ý, tác ý là tác ý liên tục về cái hơi thở và cái đề mục đó, thì mình làm cho cái thân mình an thì mình không có bệnh. Thì mình làm cho cái tâm mình an thì cái phiền não có thể thân dần từ từ nó lắng xuống. Thì con thấy là con cái pháp môn này thì con theo Hòa Thượng không làm. Hòa Thượng không làm. Không làm Hòa Thượng không có nổi tiếng. Thì con thấy là tự nhiên con thấy con khi mà ác pháp nó tấn công con á, hoặc là những cái dục á, nó không có ít sinh khởi. Thì con đây là cơ hội, thì con cũng không phải là có những, ở Việt Nam có rất nhiều vị ẩn tu như là ở trong núi mà không có danh tiếng, không ai biết đến hết. Thì khi nào mình có duyên thì mình gặp được vị đó, thì con thấy trên bản thân con á, thì con cũng được gặp những cái vị đó. Và con xin chia sẻ việc con đúng sai. Tất cả những cái phương pháp mà thiền về tiểu thừa, về nguyên thủy là vừa trong cái kinh đó. Tên gì chứ con? Trung Bộ. Hồi trước tôi nhớ cái kinh nó thuộc Lào luôn. À, cái đó là cái ý niệm hơi thở của mình. Okay. Cái đó là ý thức được cái hơi thở của mình mỏng dài. Sư cô này là một người sư cô người Việt Nam đầu tiên gặp một công phu. Sư cô cao. Okay. Sư cô mừng sư cô cái thành công trong việc tu hành của cô. Thành tôi thắc mắc là buổi nào cũng muốn tôi ra gặp thầy sư cô cái ông thầy nào tôi là thành tôi ít người gặp người như vậy. Ok, thành sư cô liên liên nói đúng. Okay. Trong ba sư cô mà ngày hôm nay sư cô mùa sau đó sư cô trình độ cao nhất, có công phu thiệt sự, công phu nó hơi thô một tí nhưng đều có sức dễ sợ. Chuyện nó lạ lắm. Những người đi theo tu mà mấy ông mà tổ tiên thiền sư đi tập được mấy ông thiền sư Việt Nam tổ tiên
trong Việt Nam với trong trong thế giới này, hai mấy thầy sư đó là trật lắm đấy, không biết gì về thiền. Thật sư cô bỏ đi, sư cô bỏ đi mà mấy thiền nó đổ đúng phước sư cô lớn vậy sao, tại vì theo họ là trật đường đủ không chẳng ai. Cái định được sư cô rất là hay, rất là đặc biệt, ít người Việt Nam cũng thấy được, nó thiền sư cô rất ít người. Ok, và rất là hay. Những điều gặp những người tôi mừng lắm nè. Tại tôi thấy Việt Nam mình bây giờ tôi thấy phần lớn những người Việt Nam tu đều được đặt đường này. Thầy thấy sư cô đi kiếm theo những thầy mà tối tâm mà ít người biết tiếng, thầy cái pháp nó đúng. Thì kẹt cái này thôi là sư cô đi cái đường A, sư cô đi đường đúng, cái luyện công đúng, nhưng đều không trồng cái trưởng tử để thoát cái quả A-la-ha, tại quả A-la-ha sẽ làm mình kẹt. Đại kẹt. Okay. Tại vì tu đường tu hành mình đó, là mình hai phần, phần phải tiến bộ, phần cái gì mà trồng cái trưởng tử thì nó thoát cái kẹt, kết quả là thành công. Cái thành công là cái nó sẽ làm mình kẹt, mình tiến bộ nó thể làm mình kẹt được. Nếu mình không trồng trưởng tử để mình thoát cái kẹt đó, khi mình tới cái bậc sư vô ngày không chó được hỏi. Dạ. Tôi còn có thấy những cái cảm thọ mà bình thường cái tác động quan thân và tâm thì mình qua được. Thì thấy khi nào là mình sẽ rồi mình kết thúc cái mạng sống của mình bằng cái hiện thọ tưởng định nó có, nó không có hiểu được. Xin thầy giúp cho. Kết sống mà thức là gì? Dạ không, như là cái định mà còn là hiện thọ tưởng, hiện cái thọ tưởng định để mình nhập định sao? Được cả, hỏi cả. Cái đó là dễ, cũng có gì đâu, cái đó là tam quả là hãng được này. Gọi là tiện, gọi là tiện diệt thọ nhỏ. Sau tứ quả là hãng là đại diệt thọ định. Trả lời sư cô đấy, cái hướng là hướng này. Nghe hiểu không? Cái gì khò đó vẫn còn kẹt nha. Mình biết nó kẹt rồi, mình phải lo trong cái trường tử để khi mình tới đó, mình không bị kẹt. Sư cô hiểu không? Quý vị tôi trật cái chỗ là quý vị chỉ lo tới, quý vị không bị chịu kẹt. Thầy, con xin phép và thầy thầy hỏi tiếp cái của sư cô này. Tức là thầy nói là mình trồng cái chủng tử để đến đó không bị kẹt. Thì cái bậc thầy chủng tử nào để đến đó mình không bị kẹt? Chúng ta đại thừa không bị kẹt, tiểu thừa là gì kẹt? Chúng ta tiểu thừa sẽ bị kẹt. Tại vì nếu không trồng cái chủng tử bây giờ á, thì lúc mình tới đó bắt đầu trồng nó trễ, khó chứ sao khó gì. Cái nguy hiểm là cái gỡ là chúng ta tới cái người đến bên người đến bên cái pháp người ta, cái mà tai hại của bên phía sư cô nó đi giờ là biết rằng cái đó là mục tiêu rất là đại lớn, đúng không? Mà tới đó bất cứ giá nào mà tới đó là sớm là tốt, đúng không? Mình biết đường mà cái biến cũng được tu hành là phải tới đó, đúng không? Bất cứ mọi giá nào phải tới đó. Mình làm như vậy thì mình không có chịu bỏ trần cái chủng tử để khi mình tới đó mình sẽ tiếp tục tiến bộ tiếp. Thành vì vậy khi mình tới rồi mình nghĩ với nó đó mình đỡ tiến bộ được rất là khó. Cái còn đi đại thừa là tu là tôi biết cái đó là cái quan trọng, nhưng mà tới đó rồi ta vẫn tiếp tục muốn tới đó, song song tới đó cũng tiếp tục tu tiến tiến bộ tiếp, thành như vậy không bị kẹt. Thầy cho con xin hỏi tu đại thừa cách tu sao thầy? Tu
dạy bác nãy giờ mấy tháng này lại thường có gì chỉ lừa đâu. Thế như mình chùa mình tu vậy tu lại thừa. Đại. Sư cô anh cũng mang chỉ với sư cô. Kính bạch thầy. Dạ. Như thầy nói là khi mà mình bị kẹt á, vậy là con nghĩ bữa nay năm nay con nghĩ là thêm cái nghĩ là vậy là các vị mà tu mà đạt tới cái quả A La Hán mà tới đó cảm thấy thỏa mãn là đứng dừng là bị kẹt. Dạ. Là họ quên là trong cái pháp của họ, họ nói cái quả A La Hán thứ quả nó là lớn nhất, không có gì hơn hết. Bên đại thừa nó có cái cột còn lớn hơn nữa, và nó trồng được tiếp được như thế mới biết. Còn bên tiểu thừa họ chỉ ngừng ở đó thôi, cao lắm là biết chi Phật thôi, cái còn không theo hơn được. Bên đại thừa nó còn cao hơn nhiều, cao hơn nhiều. Bởi vì vậy họ có cái sự thăng bằng trọng, họ muốn tới đó để không quan trọng hơn nữa. Họ qua quan trọng nữa, bị đại thừa nghĩ là tới đó mà không muốn kẹt, không được kẹt. Cái quan trọng đại thừa nhất của đại thừa là không được kẹt, chứ phải tới đó. Cúng cho những cái hình tượng của Phật Bồ Tát, có phải cúng cho kiểu như Phật Bồ Tát không? Có, không khác nữa. Hoàn toàn không khác nữa. Nếu như Phật còn sống mình tới đúng cúng sự Phật này không khác nữa. Hỏi không ai hỏi về tại sao mình cúng được ngàn người làm gì mà cúng đến Phật nó có cúng được Phật cúng được từ Bồ Tát rồi phước đức lớn, nó phước đức lớn lớn. Cúng một người mà không còn tu nữa thì phước đó lớn hơn cúng hơn một triệu Phật. Rất nhiều. Hỏi là những người mà bị đọa đi cũng sẽ giúp người ta, nó tạo phước đức giúp người ta, thì người ta cứ tích tụ phước đức cho người ta khi mà đủ cá là bỏ một chút chốc lát thì có. Thầy cho con xin hỏi một câu, giống như chùa mình giờ mình tu là đại thừa, nhưng mà cách tu tinh tấn đại thừa cách tu sao, con mong thầy hướng dẫn chút. Muốn tu thì phải cầu pháp cái thầy chỉ cho mình tu. Mỗi người tu có thầy hướng dẫn. Đại thừa mình khi mình tu không có thầy để những người nghe. Tu các đại thừa nghe. Mình thầy đại thừa bên đại thừa mình tu có thầy những người đại đạo có phước. Vâng, mình có thầy. Tại sao vậy? Tại sao có người mà có thầy mà có phước nhiều hơn? Tại sao vậy? Như thầy có biết đường, ta dẫn đường đi, mình không tốn thì giờ bớt mất thì giờ. Hôm trước mà tôi cũng có thầy, tôi nghĩ tôi cũng có thầy, rồi tôi cứ kiếm tôi đi qua đi lại mà không biết đi hướng nào. Có người thầy cũng định hướng một cái đi thẳng băng, nó lại không gì. Ok. Người thầy là người ta dọn đường cho mình, mới gọi là thầy. Yeah. Bác tu thì phải có phương pháp của tôi. Bây giờ còn gì quan trọng nữa, tu có ý nghĩa rồi. Cái gì có hết rồi, đầy đủ rồi. Gì còn thiếu cái thiếu thốn này. Sau mình chết để đâu? Đó là cái chuyện vấn đề đại trò, phải dốc sức tinh tấn tu để được bản sắc. Nó gì quan trọng như con cái nó xong rồi, nhà cửa xong rồi, cái gì xong rồi, còn cái mình chưa xong rồi sắp chết. Cố gắng tu sắp chết rồi mình làm sao mình phải sang ngày tất định mới chạy được, đi làm. Bên ngày thường mình sẽ có là mình có cái pháp bên tình độ, có pháp bản sắc. Có nghĩa là họ tới một cái, họ trang tranh với tình đồ một cái, và một quạt một đời là họ thành Phật lên đó. Không có chuyện, không có chuyện lưu hồn. Sơ quả phải sanh xuống quả người đến 7 lần mới thành A-la-hán. Ok. Còn chậm sống A-la-hán thôi cũng sẽ bị kẹt A-la-hán từ quả đó. Và có người giúp đỡ, có thầy giúp đỡ A-la-hán.
Ngược lại khi mà quý vị tới qua trình độ một cái là một đời thôi á, là có thầy dạy được từ đầu chí cuối cho tới khi mình sạch tập phật. Có qua trình độ á là cái cuộc sống á nó vô lượng, cái đời mình nó dài vô lượng, thành đủ gì rồi mình tu pháp thì mình sẽ tới chỗ. Còn cái cõi này mình thời giờ rất eo hẹp, thành ra cái pháp tịnh độ mới được chế ra, truyền ra cái quả này để cho mình thoát ra, mình chạy qua chỗ khác, mình không còn lo. Còn cái quả này mình lo bằng sách, chứ còn mình lo mình tu bất cứ thành a la hán cũng được, mình phải trở lại, mình vẫn bị kẹt. Còn qua bên kia một cái không còn bị kẹt. Cái đó là cái văn hóa mình tạo hơn người tu ở châu. Cái văn hóa người Á Châu mình, cái quý nhất văn hóa Á Châu mình là không phải mình biết tiết kiệm, mình biết làm phước, còn là cái văn hóa Á Châu mình, cái khoa quý nhất của văn hóa Á Châu mình là cái pháp tịnh độ. Không có gì quý hơn pháp này. Người Tây Phương xa vua Âu Châu, Á Châu mình xa như vậy, không có cái pháp đó. Họ bị kẹt vào cái hiện tượng của họ, không thấy được nữa. Bên nguyên thủy của mình không thấy, không có cái pháp tịnh độ, thành bị kẹt. Quý vị qua được cái tịnh độ rồi, ok, là chắc chắn sẽ thành công, không cách nào mà thất bại. Còn ngay chuyện này, cái quả này, bây giờ có công phu tu muốn đạt tới cái mà cái diệt thọ định đó của tam quả, cái tứ quả rất là khó. Cái tam quả khó, từ cái diệt thọ từ tam quả qua cái diệt thọ của tứ quả nó khó, không thể tưởng cái những cái tưởng nó khó chừng nào. Okay. Mà sức được bao nhiêu, còn bao nhiêu năm tu được tới cái chuyện đó, tới nó gì làm gì cũng bị kẹt như vậy, càng bị chết. Và là thấy được cái tiểu lợi trước mắt, muốn thấy được cái đại uổng. Bạch thầy, con cũng thừa nhận học trình độ nhưng mà hay biết chưa á, thì trong kinh Di Đà còn nói là ở cõi trình độ là chư thường thiền nhân cấu hồi nhất xứ. Thì nếu như trong mỗi chúng sanh bậc cái tánh mà phàm phu chúng sanh mà nó nhiều á, thì đâu có cơ hội mà gia nhập được cõi tịnh độ được thay. Còn nghĩa là mỗi ngày phải huấn tu, phải làm cho bào mòn những cái chủng tử, những cái tập khí mà tham sân si, mà nghĩ chẳng hạn hay là những cái cắm bản phiền não là cái tiểu những cái lầu hoặc vậy thay. Tức là mình phải đoàn tận những cái lầu hoặc trong thân tâm của từng người thì mình phải có cơ hội để dựa vào cái cõi cực lạc. Bởi vậy cái pháp mà tịnh độ mà sư cô hiểu đó là tôi chưa hiểu cái pháp tịnh độ. Cái pháp tịnh độ này, cái pháp nó có thể giúp đỡ những người cắn cơ, có thể thường cắn, trúng cắn với hạ cắn, nơi ngoài tịnh độ. Cái pháp tịnh độ nó đặc biệt cho nó. Thiền tông của sư cô tu đó là chỉ thường cắn và trúng cắn tu, hạ cắn tu. Cái thiền tông không giúp người hạ cánh. Pháp tịnh độ giúp người thường cánh, giúp người trúng cánh, người hạ cánh cũng vãng sanh được. Còn cái pháp giúp người ta vãng sanh không thôi, sao ta thoát được. Bởi cái pháp tịnh độ hay đó. Có nghĩa ra đó, là những người hạ cánh thoát được, người hạ cánh tu thành trúng cánh, trúng cánh tu thành thường cánh được. Tại cái tinh độ đi hết ngày ấy, cái kiếp này mình là tu ngày từ thường hàm cám, từ trung cám, từ cám đều tu được rồi, không cần bạc ra là tu được rồi. Mà nếu như người hàm cám nó tu không nổi á, mà tiến vào tinh độ có những pháp giúp người ta để thoát được, bay qua tinh độ, bạc ra qua tinh độ để tu thì ngày đêm mình tìm tổng có bất cứ tìm tổng đại thừa thì tôi đều có. Người tìm cán, người tìm cán ở đấy, người tu đấy, ta cuộc màng sống, ta cuộc quá, không cách nào ta chỉ ngồi kịp để
mà thoát được thế. Làm sao mà sư cô có cái phương pháp sư cô thì dạy được người ta, người ta thiền không? Cái thú không? Quản lý thở, cứ quản đâu nổi. Làm sao nhỉ? Tại vì bị họ quản hơi thở, để bị dạy quản hơi thở đi, quản hơi thở thì họ từ hà căng chừng nào cũng bị quản mấy chục năm rồi tới được trúng cát, mấy chục năm rồi phải đợi được thường cát. Đó là mới quản hơi thở thôi. Thành khổ vậy sao? Mình dẫn cái đường vào thể thẹp. Nha, thầy sư cổ thẩm nào. Cái chọn cái pháp cái đúng, chọn đường cái đúng. Đừng có bị cái huy hoàng cái màu này tạm thời nó làm như thế. Nói cho nó thẳng cái gì nghe, ngày nó đừng chạm thêm đi nữa. Ok. Tôi chưa gặp người Việt Nam nào quá và tự quản. Pháp người Việt Nam là thua người ta đây. Thua sao? Thua người Mỹ. Người Mỹ đại thường mới qua mấy chục năm thôi mà người Việt Nam là thua sao? Thua người Tàu không thể sao? Tại sao mới tưởng? Thua sao? Đừng tưởng mình giỏi, mình thua sao? Việt Nam rất là ngạo, tai hại dễ sợ chứ đâu. Mình ngạo có nghĩa là mình nghĩ mình biết đường, mình chắc chắn sẽ tới được, tới được đó, phải cứng nhau, đúng. Tôi nói những cái chuyện là khó tin lắm, như Việt Nam cũng là kẹt cứng với nhau, cứng hoàng. Mà tự mãn dễ sợ. Người Tàu chỉ có cúng chùa, xây chùa chứ không biết tu. Tụi tu, người Việt Nam biết tu. Tôi làm gì? Tôi để kẹt. Tôi trật. Pháp trật. Mấy người công giáo thật quá. Nói công giáo quá thật. Tôi nói như vậy chắc chắn trong tương lai mình cũng có người công giáo cúng cho tôi. Tôi thì nói mình không nói là những cái người công giáo cái phương pháp tu đã trật tôi nói không phải. Nói chung nói nó nhận được làm cái ông Đức Giáo Hoàng mới chết vừa rồi công trình ông cái công phu Giáo Hoàng còn cao với công phu người Tăng đi Việt Nam à, ông Đức Giáo Hoàng trong cô cái gì đó, là công phu cao gì cao phu là hơn A La Hán ông tới đây ông đem một mớ thì tưởng tới đây. Okay. Thì ông bỏ đi rồi đệ tử ông đang lo công chuyện mỗi tháng những người ta tới cũng cách nào mà không có đệ tử lại tại làm nhiều cái trình độ sư cô biết thiền rồi hàng như cái tuần công giáo dạy cách luyện thiền họ thì cũng được trình độ thấp hàng như cái trình độ mà ông gì cái ông gì thầy ông dạy mà mỉm cười với cái thở mỉm cười đó. Vậy. Dạ ông hỏi nè, hỏi bậy đi. Hỏi bậy đi. Hỏi bậy đi. Thầy á, thầy hàng trường đó. À, xí. Ăn tùm cái đình độ. Cái đình độ của thầy hàng trường. Đừng có hỏi người khác đi. Hỏi vui vui. Thầy ơi, con có câu này, thầy trả lời câu đầu trước thì vì thầy giải quyết à, con nghĩ rằng các vị mà tới cái quả vị thứ ba thưa thầy sau khi họ không tiến được nữa mà bỏ cái thân này rồi có thể được giải thoát không hay là thể trở lại làm người tu lại từ đầu không à, cái chuyện mà mấy ông tu thầy thời đã khá như vậy những người trả lời còn ba lần hỏi câu hỏi ngu si tôi trả lời ngu si yeah. Ông đó tu hành trật trật đường cái tam quả là có nghĩa là bất khứ lai có nghĩa là họ chết một cái họ sanh lên cái quả trời bên kia ở
thì họ trên họ tu một kiếp họ thành tứ quả tự động. Bởi vì tam quả nó khó như vậy, tại vì mình tới đó mình chắc chắn sẽ được tứ quả. Mình cái này khoảng kiếp này mình đắc được cái diệt thọ định tam quả rồi thì mình chết mình sẽ sanh quả tự động, không ai được mình được sanh. Nên đó rồi tự động thành tứ quả, tự động mình tu thành tứ quả. Lúc đó mình bị kẹt thì mình không kẹt, trừ khi mình gặp người thầy, thầy thì giúp mình không bị kẹt. Thế làm sao mà không mình không xong gặp người thầy vậy? Tại cái người tứ quả thì gặp thầy nó gỡ được, nó có thầy gỡ được. Thành cũng nên hỏi tôi cái câu hỏi hay, hỏi là gì? tới đó mình bị kẹt làm sao bây giờ? Tôi nói là bởi vì các người tôi chỉ trích đi tiểu thừa nguyên thủy cho nó, là tại vì họ cái pháp họ hay lắm, pháp rất là hay, nhưng mà cái khổ là họ nếu thầy bên nguyên thủy không có sửa soạn cho đệ tử của cho họ, đến khi họ đạt tới cái trình độ của người thầy mà của họ như thầy rồi thì không có đủ cái phước báo để mà được có thầy khác để giúp. Bởi vậy mới bị kẹt. Ok, cái này đi sâu hơn tôi muốn nói nhiều quá. Ok, 596 núi giáp địa ngục mới thoát được địa ngục, mừng hùng mừng hết lớn rồi. Mỗi điều thoát là khó dễ sợ. Các mấy cái tù nhân nó ai cũng muốn thoát được, khổ ai cũng thắng ở đó đâu, chạy hoài mà chạy không được thôi. Một khi thoát được là mừng dễ sợ, chạy thoát được thấy cái còn trống có hai dãy núi, như hai dãy núi có còn trống, chạy cái đó bụng như con si, nó kẹt là như vậy. Giảm ai dễ sợ. Lúc hai núi như vậy là trước sau bụng như lửa nó phực lên. Thành chạy được, chạy luôn cũng được, chạy tới cũng được, thành cái núi từ từ nó kẹt từ từ, thành mấy người chết nhiều lắm, nhiều ấn độ nước hố nó thành sâu luôn, rồi xương cái thịt nó nát giống như là cháo. Đây còn tận vườn cái dễ sợ, lo làm nhà cuối đời mình lo mình sung sướng mình đầy sướng nhau, xong mình vậy á đi tắt đường gác đỡ xương gặp cái cảnh này thôi đáng sợ nhỉ. Sướng tí xíu rồi đó, mình sướng đây có vài đến năm còn sướng thì sướng được rồi. Cái này là sao nhỉ? Tại dùng cái uy quyền mà không biết đó. Thế áp bức thì ra sau cùng sẽ bị hai cái dải núi nó kẹt lại, nó đè cho mình chết luôn. Thấy ra hay dễ sợ, mình đi áp bức người ta thì bây giờ sau này con núi áp bức người lại kẹt lại cho mình chết. 597 phóng giáo, mấy cái giáo này nó còn lớn hơn là mấy cái mũi tên lửa hồi nãy nữa, mà nó đâm cái thân mình cái lỗ nó lớn dễ sợ, đau lớn dễ sợ. Tại sao vậy? Cái quả cái nhân đó là tại mình sát sanh nhiều quá, tạo sát sanh nhiều quá, nhất là mình thích đấu. Những người mà thích lính mà nói là tôi chính là đấu tranh để mà bảo vệ cho quốc gia này, họ đi giết người họ vì chính nghĩa. Đây là cái địa ngục mà sẵn sàng để sửa soạn để cho họ tới. Để nói đấy, hàng như những người mà Bồ Tát đã hiểu ra quốc gia cái chiến tranh ta hiện ra ta giúp mọi người kháng chiến này nọ thì người ta tạo một cái chủng tử để mà trong tương lai sẽ rất địa ngục. Thì mình tạo nghiệp á, mình tạo chủng tử để đọa địa ngục. Nếu mấy người ta ở hai chỗ ta tu pháp ra người ta cái chủng tử là có, nhưng đều chưa chắc ta sẽ đọa. Tại chủng tử cái chính mới đọa được. Cô nói là nghe giống như kể chuyện thôi chứ không thấy có gì thật sự trong, có gì mà có cảm tưởng.
cái pháp mà nghe mà giảng thì quý vị biết, biết những khái niệm này thôi, rồi xong trong tương lai quý vị có thần thông, quý vị tự động xuống xuống trên mình một con là thấy. Mình tu mình nghe cái này trước, mình nghe thôi, mình đừng tin lắm. Rồi khi sau mình tu mình có trình độ rồi, mình có thần thông rồi, mình có thể xuống thấy này, cái này mình tin này rồi sau. Phải ai đi đây? Cái địa ngục xe sắt. Cái này có cái xe bằng sắt, nó đi qua, nó đuôi tới cái thân mình cho mình chết, chết từ từ một cái đi ngục. Lần đầu tiên chắc xe nó cá như mình, chắc là bao nhiêu ngàn ọt ra đấy. Rồi khi nhiều kéo qua một cái, chắc lúc đó cái ruột ngon nó lòi ra, cái nó phọt ra từ cổ ra. Lần thứ ba nó đẩy một cái, đẩy lần thứ ba một cái, lần này cái dạ, nó lòi ra, cái miệng nó phọt ra. Thành ra lúc một ngày Thích Ca Mâu Ni mà tu, mở thần thông, mở thiên nhãn là thấy được cái khổ trong địa ngục, mà những phát cái tâm đại gì mà phải phát nguyện phải xuống tu thành quả để thành lại mà cứu tất cả những chúng sanh trong địa ngục. Yes. Rồi Thích Ca Mâu Ni có phải là Phật Tỷ Tạ Bồ Tát mà Bồ Tát cũng không, hai người khác nhau, hai người tu khác. Tôi hỏi như vậy là Bồ Tát Bồ Tát phải được ngài Thích Ca Mâu Ni nó không, hai người khác nhau. Tại vì Thích Ca Mâu Ni đừng có nghĩ rằng ngài Địa Tạng Bồ Tát là gọi là u minh giới giáo chủ, có nghĩa là ông chuyên môn làm giáo chủ cứu mấy người địa ngục, có nghĩa là mấy người Bồ Tát các Phật khác không có quyền cứu người ta đâu. Ai có quyền cứu ấy? Thực ra là Phật là ngài Thích Ca Mâu Ni, ngài nhiều sư là họ được cứu ở trong địa ngục nhiều lắm, như điều tánh nói thì ra là không phải một người một ngày Địa Tạng Bồ Tát ở dưới đó không? Ở dưới địa ngục toàn Phật với Bồ Tát không? Nhiều không thể tưởng. Phải 99 nhân sắc tù nhân nó đè trên giường, xong rồi nó đốt cái giường lên lửa. Đã vừa đốt cháy cho khẹp, cái rất kém dễ sợ, xong dao người trên xuống nó chặt bùng. Tại mình có ăn như vậy, ăn tao bỏ cái thịt mà nó cắt ra xong nó sâu quá, cái thịt sâu đó mà xong nó nướng đó. Rồi những người thích ăn tao bỏ là sẽ tới đây mấy người tài giờ mai xuống đây rất là gì tài liệu là gì. Tôi hỏi cậu nhỏ đó, người nhỏ tuổi nhất là tôi chọc trời. Cái tài dâm đó là đối với người Tây Phương hơi khó chịu, biết là đối với người Tây Phương tài dâm đó, tài dâm ở đây có nghĩa là hành dâm ngoài mà không phải vợ chồng với nhau. Mặc dù mà sắp cưới nhau nữa vẫn là tài dâm như thế. Có một cái đặc biệt mà tôi muốn dạy ngày hôm nay thôi, chừng nào mà thọ ngũ giới tôi mới dạy. Có một cái pháp trong ngũ giới mà không phải tà dâm, mà ngoài trong ngũ giới người không phải vợ chồng mà làm được, mà tôi cũng chưa dạy nha. Lý do chưa dạy là cái này phải trả tiền đó. Những cái người trẻ cái xứ này mà họ có chơi được cái trai gái với nhau đó, ở đây đó, ok, họ sẽ xuống cái điều này nói mình cả diễn tả địa ngục nhiều quá. Tối nay em ăn tối cũng được, vừa thôi không, nghỉ hai tiếng ngồi đừng quên tối ăn cơm cũng được, chứ mà nói nhiều quá tối không có sức mà ăn cơm được. Ngày nay có cái pháp 49, cái pháp này pháp sư cô pháp này pháp tình độ giúp người ta phạm sanh, người ta không sức giúp người ta làm hạ căn, cái tình độ pháp 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 pháp